Chào mừng tất cả các em đến với bài giảng môn địa lý lớp 7. Hôm nay chúng ta sẽ được học tiếp tiết 41, bài 39, Kinh tế Bắc Mỹ tiếp theo. Tiết trước cô đã giới thiệu cho các em về nền nông nghiệp Bắc Mỹ là một nền nông nghiệp tiên tiến. Vậy công nghiệp, dịch vụ Bắc Mỹ phát triển như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Trước tiên là nền công nghiệp Bắc Mỹ. Công nghiệp Bắc Mỹ chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. Các em hãy quan sát lược đồ hình 39.1 sách giáo khoa trang 122 để tìm hiểu về sự phân bố công nghiệp của Bắc Mỹ. Bắc Mỹ gồm có 3 quốc gia: Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Trên lược đồ, Canada được thể hiện bởi màu vàng đậm, Hoa Kỳ được thể hiện bởi màu trắng. Trong sách giáo khoa của các em, Hoa Kỳ được thể hiện bởi màu vàng nhạt và Mexico được thể hiện bởi màu hồng. Các em hãy quan sát bảng chú giải của lược đồ. Chúng ta sẽ nhìn vào các phần ký hiệu của lược đồ. Ví dụ như ký hiệu chiếc ô tô, những khu vực mà có ký hiệu chiếc ô tô, tức là nơi đó có ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Những nơi mà có ký hiệu chiếc tàu thì khu vực đó có ngành công nghiệp đóng tàu. Dựa vào lược đồ và dựa vào phần kênh chữ sách giáo khoa trang 122 và 123, các em hãy nêu cho cô sự phân bố công nghiệp ở Bắc Mỹ. Canada gồm có những ngành công nghiệp nào và được phân bố chủ yếu ở đâu? Hoa Kỳ gồm có những ngành công nghiệp nào và được phân bố ở những nơi nào? Và tương tự, trả lời câu hỏi đó với nước Mexico. Các em đã trả lời xong chưa? Cùng nhìn vào bảng tổng hợp của cô nhé. Canada có ngành công nghiệp khai thác và chế biến lâm sản hóa chất, luyện kim, công nghiệp thực phẩm, phân bố tập trung phía Bắc Hồ lớn, ven biển Đại Tây Dương. Hoa Kỳ phát triển tất cả các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, ví dụ như là sản xuất máy móc tự động, điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, hàng không vũ trụ. Vào cuối thế kỷ 19, thì Hoa Kỳ phát triển mạnh các ngành truyền thống như là luyện kim, chế tạo máy công cụ, hóa chất, dệt thực phẩm, tập trung ở phía Nam Hồ lớn và vùng Đông Bắc ven Đại Tây Dương. Nhưng trong một thời gian dài thì sản xuất công nghiệp ở Hoa Kỳ có những biến động lớn sau những cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp, vành đai các ngành công nghiệp truyền thống bị sa sút dần và phải thay đổi công nghệ để có thể tiếp tục phát triển. Như vậy, Hoa Kỳ phát triển tất cả các ngành kỹ thuật cao, phân bố tập trung ở phía Nam Hồ lớn, Đông Bắc Hoa Kỳ, phía Nam ven Thái Bình Dương và làm xuất hiện vành đai mặt trời. Còn Mexico có các ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, đóng tàu, lọc dầu, công nghiệp thực phẩm, được phân bố tập trung ở thủ đô Mexico và các thành phố ven vịnh Mexico. Như vậy, chúng ta vừa tìm được các ngành công nghiệp của Bắc Mỹ và biết được các ngành công nghiệp đó chủ yếu phân bố ở đâu. Các em hãy tìm tiếp cho cô công nghiệp Bắc, tại sao lại nói công nghiệp Bắc Mỹ phát triển với trình độ cao? Để trả lời câu hỏi đó,
Các em hãy quan sát cho cô hình 39.2, hình 39.3, sách giáo khoa, trang 123. Em có nhận xét gì về trình độ phát triển về ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Hoa Kỳ? Chúng ta cùng nhìn hình 39.2 trước nhé. Hình 39.2 đó là hình ảnh tàu con thoi Challenger. Việc sản xuất tàu con thoi Challenger là bước tiến rất quan trọng trong ngành vũ trụ của Hoa Kỳ. Tàu con thoi Challenger giống như chiếc máy bay phản lực có thể sử dụng nhiều lần, do đó cần trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cao để có thể sử dụng các thành tựu mới nhất vào việc cải tiến và hoàn thiện các tàu vũ trụ từ dùng một lần sang sử dụng nhiều lần. Hình 39.3 đó là hình ảnh xưởng lắp ráp máy bay Boeing. Trong hình ảnh này chúng ta thấy có rất nhiều công nhân làm việc. Sản xuất máy bay Boeing đòi hỏi nguồn nhân lực có tay nghề cao và đông, sự phân công lao động hợp lý, sự chính xác cao độ, việc chuyên môn hóa và hợp tác hóa trong khi chế tạo các chi tiết máy bay phải hợp lý, khoa học, chính xác, kịp thời để có thể lắp ráp thành các máy bay theo đúng yêu cầu riêng của khách hàng. So với việc sản xuất máy bay Airbus ở châu Âu thì phải có sự hợp tác rộng rãi của nhiều nước tham gia sản xuất theo sự phân công từng bộ phận sản xuất quy mô lớn hàng loạt máy bay khổng lồ. Hình ảnh tiếp theo các em thấy đó là chương trình Mercury, là chương trình đưa người vũ hành, đưa người vào vũ trụ đầu tiên của Hoa Kỳ. Đây chính là bức ảnh chụp nhóm du hành vũ trụ của chương trình Mercury. Tiếp đó là hình ảnh chiếc máy bay đầu tiên chạy bằng pin hydro của hãng hàng không Boeing. Như vậy, công nghiệp Bắc Mỹ phát triển với trình độ cao được thể hiện ở những ý sau. Thứ nhất, Hoa Kỳ có nền công nghiệp đứng đầu thế giới. Thứ hai, đặc biệt là ngành hàng không và vũ trụ phát triển rất mạnh mẽ. Các em cùng tìm hiểu tiếp phần thứ ba, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của Bắc Mỹ. Dựa vào bảng số liệu GDP của các nước Bắc Mỹ, em hãy cho biết vai trò của các ngành dịch vụ trong nền kinh tế. Và cho biết dịch vụ hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực nào, phân bố tập trung ở đâu. Chúng ta cùng quan sát lên bảng số liệu cơ cấu GDP, sách giáo khoa trang 124. Các em hãy nhìn vào cột dịch vụ. Chúng ta thấy Canada, dịch vụ chiếm 68% cơ cấu trong GDP. Hoa Kỳ, dịch vụ chiếm 78% cơ cấu GDP. Mexico, dịch vụ chiếm 68% cơ cấu trong GDP. Như vậy là chúng ta thấy Hoa Kỳ ở dịch vụ chiếm cao hơn hai nước Canada và Mexico. Chúng ta vừa tìm hiểu về ngành công nghiệp của Bắc Mỹ thì chúng ta thấy là công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới, phát triển, có nền công nghiệp phát triển cao. Nhưng công nghiệp mới chỉ chiếm trên 20% trong cơ cấu GDP, còn dịch vụ thì chúng ta thấy là chiếm trên 60-70% GDP. Như vậy là dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Và chúng ta có được các ý chính trong ba như sau. Thứ nhất là chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu GDP.
Canada và Mexico chiếm 68%, Hoa Kỳ chiếm 72%. Và tập trung vào các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông. Được phân bố trên các thành phố công nghiệp lớn và khu công nghiệp mới, vành đai mặt trời. Các em cùng quan sát hình ảnh, một số hình ảnh về dịch vụ của Bắc Mỹ. Đây là sở giao dịch chứng khoán New York tại phố Wall của Hoa Kỳ. Tiếp đến là hình ảnh giao thông của Hoa Kỳ năm 2003, có khoảng 759 chiếc xe hơi cho 1.000 người Mỹ. Hình ảnh tiếp theo đó là thành phố Toronto của Canada, với những chiếc nhà cao tầng chọc trời. Hình ảnh tiếp đó là thành phố Moncton, Canada. Cảng Moncton của Canada. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu sang phần thứ tư, Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ, NAFTA. Tìm hiểu phần kênh chữ sách giáo khoa trang 124, các em hãy cho cô biết NAFTA thành lập vào năm nào, gồm bao nhiêu nước thành viên? NAFTA có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mỹ? Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ NAFTA được thành lập năm 1993. Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ được Hoa Kỳ, Canada và Mexico thông qua hình thành một khối kinh tế gồm khoảng 419,5 triệu người vào năm 2001, có tài nguyên phong phú cả về nguyên liệu và nhiên liệu. Khối kinh tế này được thành lập để kết hợp thế mạnh của cả ba nước, tạo nên một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hoa Kỳ và Canada là hai quốc gia có nền kinh tế phát triển cao, công nghệ hiện đại. Mexico có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ. Trong nội bộ NAFTA, Hoa Kỳ chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài vào Mexico, hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của Canada. Như vậy, Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ NAFTA có ý nghĩa như sau. Thứ nhất, đó là tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Thứ hai, chuyển giao công nghệ, tận dụng nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu ở Mexico, tập trung phát triển các ngành công nghệ kỹ thuật cao ở Hoa Kỳ và Canada. Thứ ba, mở rộng thị trường nội địa và thế giới. Để củng cố nội dung bài học ngày hôm nay, các em cùng làm cho cô một số bài tập sau. Câu 1. Bắc Mỹ có nền công nghiệp như thế nào? A. Phát triển ở trình độ cao. B. Chiếm vị trí hàng đầu thế giới. C. Phát triển mạnh ở Hoa Kỳ và Canada. D. Tất cả các ý trên. Theo em, chúng ta sẽ chọn ý nào là đúng? Đúng rồi, tất cả các ý trên là chính xác. Câu hỏi thứ hai. Quốc gia nào ở Bắc Mỹ có tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu GDP cao nhất? A. Mexico, B. Canada, C. Hoa Kỳ. Theo em, đó là quốc gia nào? À, đúng rồi, đó chính là Hoa Kỳ. Có tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu GDP là 78%. Mexico và Canada chỉ có 68% thôi. Câu hỏi thứ ba. Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ NAFTA được thành lập vào năm nào sau đây? A. Năm 1991, B. Năm 1992, C.
C năm 1993 và D năm 1994? Câu trả lời của em là gì? Đúng rồi, được thành lập vào năm 1993. Em trả lời rất chính xác. Câu 4, em hãy điền các cụm từ vào chỗ trống dưới đây. Các em đã tìm được những từ thích hợp để điền chưa? Cùng xem đáp án của cô. Ý thứ nhất, mục tiêu của Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ là tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên thế giới. Chuyển giao công nghệ, tận dụng nguồn nhân lực và nguyên liệu của Mexico. Tập trung phát triển các ngành công nghệ cao ở Hoa Kỳ và Canada, mở rộng thị trường và thế giới nội địa. Câu thứ 5. Ý nghĩa của Hiệp định Mậu dịch Tự do NAFTA là gì? A. Kết hợp thế mạnh của ba quốc gia. B. Tạo ra thị trường chung. C. Tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên thế giới. D. Cả ba ý A, B, C. Đúng rồi, đó chính là đáp án D. Chúc mừng các em đã trả lời chính xác. Như vậy, chúng ta đã học xong nội dung bài học ngày hôm nay. Ở nhà các em sẽ làm cho cô những bài tập sau. Thứ nhất, các em hãy học bài và làm bài tập trong vở bài tập nội dung của bài 39. Bài 40, thực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng công nghiệp vành đai mặt trời. Các em sẽ trả lời các câu hỏi vào trong vở ghi của mình. Đọc trước nội dung bài 41, Thiên nhiên, Trung và Nam Mỹ để tiết sau chúng ta cùng tìm hiểu. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe, theo dõi. Cô chúc các em mạnh khỏe và học tập thật tốt. Cô chào các em.